Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu C3, trang 91, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung câu C3 như sau. Trên hình 33.3, vẽ một cuộn dây dẫn kín, có thể quay quanh một trục thẳng đứng trong từ trường của một nam châm. Hãy phân tích xem số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên như thế nào khi cuộn dây quay. Từ đó suy ra nhận xét về chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn. Quan sát hình 33.3, giả sử chúng ta cho cuộn dây dẫn kín quay ngược chiều kim đồng hồ, xét trong một vòng quay của cuộn dây. Khi cuộn dây quay từ vị trí số 1 tới vị trí số 2, thì lúc này số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây sẽ tăng lên. Còn khi cuộn dây quay tiếp từ vị trí số 2 tới vị trí số 1, thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây sẽ giảm đi. Điều này cũng được lặp lại tương tự với nửa vòng quay còn lại, đó là từ vị trí số 1 tới vị trí số 2. Số đường sức từ lúc này lại tăng lên và từ vị trí số 2 quay trở về vị trí số 1 như ban đầu, thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây sẽ giảm đi. Vậy, khi cuộn dây quay liên tục, thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây sẽ luân phiên tăng giảm. Ta có kết luận đầu tiên. Số cộng thứ nhất, khi cuộn dây quay liên tục, thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm. Chúng ta vừa trả lời xong ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó là nhận xét về chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn. Để nhận xét về chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn, ta có thể xem lại mục số 2 nhỏ, trang 90. Đó là khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng, thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây có chiều ngược với chiều dòng điện cảm ứng khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện đó giảm. Trong câu số C3 của chúng ta, thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây luân phiên tăng giảm. Chính vì vậy, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn sẽ luân phiên đổi chiều. Kết luận thứ hai, số cộng thứ hai, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây luân phiên đổi chiều. Và dòng điện như vậy người ta gọi là dòng điện xoay chiều. Đến đây chúng ta đã trả lời xong câu C3.